gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì hôm nay Cao Nguyên tiếp tục lên sóng giao lưu với tất cả mọi người yêu mai vàng. Một cái cây mai hình cũ, gốc thì nó u nàng xù xì và đúng không? Tảo này nghe một cái dạng cổ nha các bạn. Cổ. Tiêu chí của cây mai của một cái cây thì cổ kỳ mỹ, thì nó nằm ở dạng cổ tức là nó xù xì, nó già luôn. Thì cây ta nó sẽ đẹp. Thì đó là cái tiêu chí. Còn bây giờ đó mình sẽ tiến hành luôn với lại một cái cây mai ghép cúc quan diêu, ghép cúc quan diêu ha. Thì cây nó cũng là đang là phát triển và tạo những cái chi cành chưa có ốm, mới chưa có vô dây ha các bạn. Đó, thì xin được giao lưu cùng các bạn, mong được nhận được sự ủng hộ từ các bạn ha. Thì nói chung cũng cảm ơn một số anh em đã ủng hộ cho Cao Nguyên ha, một lần nữa xin cảm ơn. Rồi thì bây giờ cũng giống như những video lần trước, Cao Nguyên sẽ tiến hành quay vài vòng để cho một số anh em yêu thích muốn sưu tầm giống mai này và cái cây này, thì có thể là chúng ta tham khảo và nếu mà hợp ý thì chúng ta có thể giao lưu ha. Đó, đây là cây mai cúc quan diêu ha, Bình Định, giống Bình Định luôn. Rồi cây này nó không có cao nha, thì mình sẽ quay lại, có thể là quay hơi xa thì nó có thể là nó hơi nhỏ, nhưng mà mình sẽ quay lại để cho các bạn xem có vẻ cây nó đẹp như thế nào. Rồi chiều cao của cây này thì cũng khoảng tầm 40 thôi ha, đó khá lùng, và ép cái chậu oval, đó chậu oval thì bề ngang cũng khoảng tầm 20-30, bề ngang tầm 30 và bề dài tầm khoảng chừng 45, đó chiều dài của cái chậu, chậu men trắng ha, chậu men trắng quan diêu, cây nó khá là đẹp, sẽ quay đó được ép như đây đủ. Và đây là nó không có bông nè, đó thì cái nhánh là cái nhánh, là cái nhánh là chi tiết. Rồi đây là nó cũng nở một cái bông nè các bạn. Đây. Đây đã nở một cái bông rồi, mình sẽ tiến hành mình quay gần để các bạn có thể là xem ha. Đó. Cũng giống như những lần trước, mình sẽ tiến hành quay cái thằng thân và coi nó cái vẻ đẹp như thế nào ha. Đây. Đây là những cái vết nu nằng của cây nè các bạn, thấy không? Nu nằng già lắm hay nha. Cây này cũng nếu mà đo cái tầm đo ngay cái cũ này thì cũng khoảng tầm khoảng chừng 30, 30 mấy á, 31, 32 ha, cái cũ. Còn lên đây thì nó nhỏ lại. Đó. Giọt lên, nó ghép được hai bo này không? Và đây là cái mặt phía sau của cây. Đó, đây là con cọng rễ, chúng ta cọng rễ nên cắt bỏ luôn, nhưng mà tại vì nó đã thòng một cái cọng rễ như đây rồi, cho nên mình để luôn ha. Đó, mình sẽ tiến hành quay cho các bạn xem. Thấy không? Nu nằng già nua ha. Đó, nhìn nó rất là già nha. Đó, thấy không? Đây nè, nu nằng xù xì nè, thấy không? Mấy cái hai cây này cũng giờ cũng nói chung cũng hơi bị hiếm ha. Đó, thấy không, nu nằng gãy xuống à, để đều chậu fan, cây này để trên bàn nó rất là đẹp, nó sửa lại uống lại nữa là ok ha. Đó, anh em nào có tay nghề thì có thể là về uống một thời gian, nuôi một thời gian uống. Đó, cây này, nó cao với 40 thôi, còn cái cành thứ nhất của nó đây thì nó dài cũng khoảng tầm 60 ha. Rồi thì đó là một số cái thông số mình gửi các bạn, và mình sẽ quay cái bông, mặt bông cho các bạn xem ha. Rồi đây, đây là cái bông nó đang nở nè, cúc quan diêu nó còn to nữa ha. Đó, mặt bông của cúc mà giống này rất là mạnh nha các bạn. Đó, đây là cái mặt bông của cúc quan diêu mà, không rất là to, tại vì nở bông nó chỉ có to mấy đó. Đó là cái cây, cái bông đó là mình sẽ quay cái tàn để các bạn. Rồi thì đây là mình sẽ quay cái tổng tàn, tàn thì nó cũng không có gì hết, chỉ có hai cái nhánh thôi, ghép để một nhánh làm cái ngọn và một nhánh làm cái cành đỏ xuống thôi các bạn. Nó cành xuống đây thì nó đẹp. Rồi anh em nào thích thì ủng hộ Cao Nguyên ha, cây già nha các bạn, cây rất là già nha. Thấy không, u nàng xù xì. Rồi các bạn đã xem video này, xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Thì mình sẽ quay sơ nó và kết thúc video ha, và lời nói lời tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây rồi, xin chào ha.